một chiếc bàn thờ chất cây gỗ hương đá toàn bộ. Thì cái bàn này nó sẽ có một bàn lớn và một cái tủ con đây. Kích thước của bàn lớn là ngang là 1m27, cao 1m27 và có độ sâu là 61. Đó, và cái tủ con này của mình là ngang 68, sâu 48 và cao là 75. Tủ nó sẽ có những cái điểm nhấn chạm khắc đây. Đó, rất là đẹp nha, cắn mở này. Phía trong anh chị em mình có thể cất đồ. Ở trên đây thì có một cái ngăn kéo nha. Và ở phía trên của cái tủ rất là đa năng luôn. Đây, cho cả nhà con. Cả nhà có thể thờ cúng trên đây nha, độ sâu tới 61 lận. Và ở dưới sẽ có hai cái hộc ngăn kéo. Cả nhà cắt nhang nến hoặc là đồ thờ cúng phía trên đây sẽ có một cái mâm lớn kéo ra. Đó, rất là đẹp, đa năng. Anh chị em nào thích mẫu này thì mình có thể liên hệ với nội thất giá rẻ nha. Chất cây hương đá và vân cực kỳ đẹp. Đây, vân ở đây. Cần tư vấn liên hệ với em nha.